chào mọi người. Đến hẹn lại lên. Vừa livestream xong bây giờ là lại sẽ livestream tiếp. Và phần livestream này sẽ là phần livestream chính thức. Để làm chia sẻ trên Facebook cá nhân nữa nhá. Đây rồi. Hiếm sẽ ổn định chỗ ngồi, ổn định mạng. Xin chào mọi người. Gọi anh về đi. Chào em. Vào đầu tiên đã chia sẻ hay nói với Hiếm rằng các bạn đã chia sẻ livestream này đi ạ. Chia sẻ ở trên Facebook cá nhân đi ạ. 73 người. Xin chào. Thấy mình nhé bạn Anh Nguyễn. Đưa chị một cái máy. Đây em ngồi với chị luôn. Em sẽ ngồi và khi hiện lên trên máy này của Hiếm sẽ được nhá. Làm cái bài này cho em nào. Chào mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay có rất là nhiều quà. Ở đây Hiếm có rất là nhiều quà dành cho mọi người. Một đống quà đây này, bao gồm rất là nhiều thứ này. Dầu dưỡng da này, son này, mi mắt này, kem tay này, dành cho rất là nhiều người. Thế nên là các bạn hãy chia sẻ livestream này cho Hiếm để Hiếm có thể có cơ hội tặng quà cho các bạn đi ạ. Mới có 130 người thôi ạ. Hãy nói rằng các bạn đã chia sẻ. Bởi vì là sản phẩm của Cosu là sản phẩm rất là tốt. Và trên mặt Hiếm đang sử dụng sản phẩm của Cosu đây. Thế nên là mọi người hãy chia sẻ livestream này đến với nhiều người, để cho nhiều người biết đến và chúng ta cùng chơi. Chia sẻ một nhóm như nhiều lần thì tính một nhóm nhá Hồng Loan. Mỗi một nhóm tính một lần nhá. Mọi người ơi, mọi người hôm nay có cả phần thi, có cả phần quà dành cho người chia sẻ nhiều nhất. Thế nên là bây giờ bắt đầu, mọi người bắt đầu đi chia sẻ được rồi ạ. Chia sẻ vào tất cả các nhóm cho Hiếm. Và Hiếm sẽ chơi game đầu tiên, hơn 200 người rồi thì Hiếm sẽ bắt đầu nói luật chơi nhá. Luật chơi của chúng ta ngày hôm nay đó là một, là các bạn sẽ chia sẻ vào các nhóm được thật là nhiều nhóm thì các bạn sẽ được phần quà lớn. Còn các bạn ở đây chơi thì sẽ chơi đoán chữ và chơi ngẫu nhiên. Khi mà con số lên đến 500 hoặc 600 người vào đây chơi, Hiếm sẽ bắt đầu tặng ngẫu nhiên. Có nghĩa là các bạn hãy tag bạn bè vào, chia sẻ tag bạn bè vào để cho các bạn bè vào đây chơi. Càng đông thì Hiếm tặng càng nhiều quà. Đấy, Hiếm có ghim. Đây, để chị đính ghim cho. Đó. Phần quà lớn nhất là hai bộ chỉ mụn Cosu thần thánh trị giá 1.500.000 sẽ dành cho bạn nào chia sẻ livestream lên nhiều nhóm nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi game đầu tiên. Game đầu tiên của chúng ta chính là game đoán chữ. Các bạn biết chơi luật chơi đoán chữ chưa ạ? Khi mà Hiếm dơ dòng chữ lên thì các bạn sẽ phải viết lại dòng chữ đấy kèm số điện thoại của mình. Bạn nào nhanh nhất thì sẽ thắng. Bây giờ là câu đầu tiên. Bắt đầu. Đọc tên em đi Bình Vũ. Chị đọc tên em đây. Tún Sinh, Huyền Trang. Đây là game nhanh tay nhanh mắt nào. Nhanh tay nhanh mắt nhá. Bạn nào là người nhanh nhất ngày hôm nay. Lên đến gần 500 người chơi rồi ạ. Khi mà chơi lên đến 500-600 người chơi hoặc mà là 1.000 người chơi thì em sẽ bắt đầu tặng quà ngẫu nhiên. Còn bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi nhanh tay nhanh mắt. Nào, nhanh tay lên các bạn ơi, nhanh tay viết nào. Nhanh tay comment nào. Cộng theo số điện thoại của mình nhá. Viết chữ và cộng theo số điện thoại của mình. Các bạn nhìn hôm nay Hiếm đánh màu son này có xinh không ạ? Rất là xinh đúng không? Chăm chơi chăm trúng. Chúc mừng bạn Mỹ Mỹ với số điện thoại. Với số điện thoại của bạn Mỹ Mỹ là... Viết số điện thoại vào đi em. Bạn Mỹ Mỹ số điện thoại là 0949 440 001 đã trúng phần quà đầu tiên của chúng ta là một thỏi son một thỏi son màu hồng baby rất là xinh. Và bây giờ lên đến 600 người chơi rồi. Xin chào 600 người chơi ở đây ạ. Xin chào 600 người chơi. Hiếm sẽ tặng quà ngẫu nhiên. Bây giờ các bạn chỉ việc comment số điện thoại thôi. Hiếm sẽ tặng quà ngẫu nhiên, đó là một hộp mi cho bạn nào comment ngẫu nhiên. Ngoài ra thì chúng ta còn phải chia sẻ livestream vào các nhóm để phần quà lớn nhất của chúng ta nhá. Đây là phần quà lớn nhất của chúng ta là 3 sản phẩm. Tận 3 sản phẩm chăm sóc dành cho da bị mụn. Đấy,
3 sản phẩm dành cho da bị mụn. Đây là phần quà to dành cho hai bạn nào mà chia sẻ vào nhiều hội nhóm nhất. Bây giờ các bạn chỉ việc comment số điện thoại thôi và chia sẻ livestream thôi, Hiếm sẽ tặng ngay cho một bạn bất kỳ. Hãy nói những lời hay ý đẹp nào. Bây giờ Hiếm sẽ tặng luôn cho bạn Suzy Nguyễn với số điện thoại là 01267173760, là một hộp mi. Bạn nào thích chia sẻ livestream liên tục đi ạ. Ở đây Hiếm có một chai dầu dưỡng da dành cho da khô. Bạn nào mà bị da khô mà đang rất là cần dầu dưỡng da thì Hiếm sẽ tặng ngay. Bởi vì bây giờ là 662 người chơi rồi, thế nên Hiếm sẽ tặng ngay. Các bạn hãy comment đi ạ. Comment số điện thoại đi ạ. Comment số điện thoại là Hiếm sẽ tự động tặng cho một bạn nào đấy bất kỳ. Bởi vì là đây là tri ân của Cốt Su dành cho các bạn. Bạn mình sẽ tặng cho bạn Nguyễn Uyên Nhi số điện thoại là 0942 583 228. Chúc mừng bạn Uyên nhá. Một lọ dầu dưỡng da bạn có thể bôi vào ban đêm hoặc là bôi vào ban ngày trước khi bạn đánh kem nền. Rất là căng bóng, rất là tự nhiên. Hãy chia sẻ livestream này vào các page, vào các nhóm cho Hiếm, để Hiếm có động lực tặng thêm. Bây giờ tiếp tục là một hộp mi dành tặng cho ai? Hãy comment đi nào. Chào bạn Liên Liên, chào Vũ Cẩm Nhung. Xin chào. Hãy comment số điện thoại ngay lập tức và chia sẻ. Bạn nào mà chia sẻ được vào nhiều hội nhóm nhất thì bạn đấy sẽ được phần quà lớn nhất của chúng ta. Hiếm sẽ tặng cho bạn Hoa Ruby hộp mi này với số điện thoại là 0962 988002. Tặng luôn cho bạn một hộp mi nhá. Chúc mừng bạn, bạn là người may mắn. Tiếp theo phần quà của chúng ta là gì? Phần quà của chúng ta là một lọ kem tay. Một lọ kem tay dành cho bạn nào chia sẻ livestream nào. Mình có thấy nhá bạn Dung Nguyễn. Các bạn hãy comment số điện thoại và chia sẻ livestream. Hãy nói với Hiếm rằng là các bạn thích kem tay đi ạ. Hãy nói ra với Hiếm rằng các bạn thích kem tay đi để Hiếm tặng nào. Hãy nói tôi thích kem tay. Em còn nhỏ quá không dài mi giả được. Không dùng được thì tặng cho người khác. Nào hãy nói rằng mình thích kem tay đi để Hiếm tặng một lọ kem tay này cho một bạn bất kỳ. Để tri ân khách hàng, tri ân những người đến quen thuộc đến với Hiếm. Bạn Hoa thank you, không có gì đâu bạn ơi. Hãy nói rằng các bạn thích kem tay. Đừng rời mắt khỏi màn hình bởi vì em thích kem tay, ok. Thế thì bây giờ Hiếm sẽ tặng kem tay này cho một bạn comment. Tiếp theo là bạn Hồng Loan ghi tôi thích kem tay là 0983 350 204. Chúc mừng bạn Hồng Loan. Khi mà các bạn comment tôi thích kem tay là các bạn phải comment thêm số điện thoại nhá. Bởi vì là khi mà các bạn comment thêm số điện thoại thì Hiếm mới tiếp tục tặng được. Và bây giờ Hiếm sẽ tặng ngẫu nhiên một thỏi son tin. Một thỏi son tin màu đỏ cam dành cho bạn nào đây ạ? Chia sẻ vào hội nhóm nhiều nhất cho Hiếm đi nhá. Các bạn chia sẻ vào hội nhóm nhiều nhất sẽ được phần quà lớn nhất. Ví dụ như là 100 hội, 200 hội đi chẳng hạn là các bạn sẽ được phần quà lớn nhất. Còn đây là phần quà dành cho những bạn đang chơi ở đây. Hãy nói rằng tôi thích son tin và cộng thêm số điện thoại. Hãy viết là tôi thích son tin và cộng thêm số điện thoại thì Hiếm sẽ bắt đầu tặng cho các bạn luôn và không cần phải đoán cái gì cả. Nào, hãy chia sẻ livestream trước khi chơi. Chia sẻ livestream trước khi chơi nhá. Chia sẻ livestream trước khi chơi thì mới được tính. Bởi vì Hiếm đang có một bạn đang ngồi để nhìn xem bạn có nhìn thấy mình không. Tăng Thanh Thu, mình nhìn thấy nhá. 20 nhóm tặng cho bạn Liên Liên, 20 nhóm luôn nhá. Tặng cho bạn Liên Liên 0987 này 309119. Tặng luôn cho bạn Liên Liên thỏi son tin này vì bạn đã chia sẻ được 20 nhóm. Đấy. Bây giờ là 3 gói lột mụn và 3 gói sample kem cao cấp của Cốt Su.
tặng bất kỳ cho bạn nào comment, cho bạn nào comment nhá. Và hãy nói với Hím rằng các bạn chia sẻ được bao nhiêu nhóm thì là các bạn sẽ được quà luôn. Còn bạn nào nhiều nhất thì sẽ được quà nhiều nhất. Hãy chia sẻ nhóm cho Hím. Được tặng son, chiều vẫn lên nhà Hím mua cốt su. Ok, tặng luôn cho bạn Hòa Nguyễn đi. Vì tinh thần của bạn. Bạn Hòa số điện thoại là 0976451516. Tặng luôn cho bạn 3 gói lột mụn và 3 gói xem bồ nhá. Rất là nhiều phần quà ở đây nên các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình. Xe được vào càng nhiều nhóm thì các bạn càng được quà, càng được quà lớn. Bây giờ nhá, bây giờ Hím sẽ chơi đoán chữ tiếp. Câu chữ này và chúng ta sẽ được tặng là một thỏi son của cốt su. Bây giờ Hím đặt đánh một thỏi. Đây là trên môi Hím đã đánh son cốt su rồi. Và bây giờ Hím đánh lại cho mọi người xem. Căng mướt, mềm mại môi và dưỡng môi, trị thâm môi. Son này trị thâm môi nhá mọi người nhá. Trị thâm môi. Thế nên là Hím sẽ tặng cho bạn nào đoán trúng dòng chữ này. Nào hãy nhanh tay nhanh mắt nào, hãy viết dòng chữ này ngay cho Hím đi. Chia sẻ livestream vào các nhóm đi. Hãy chia sẻ livestream vào các nhóm và sau đó là hãy xem đoán dòng chữ này. Phải viết dòng chữ đi. Bạn nào nhanh nhất sẽ được. Hãy chia sẻ liên tục, hãy đoán dòng chữ này, viết nhanh 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 nhanh. Nhanh tay nhanh tay. Nhanh tay viết dòng chữ này đi các bạn thân yêu ơi. Các bạn thân yêu của tôi ơi, các khách hàng thân yêu của tôi ơi. Hãy viết nhanh dòng chữ này để chúng ta nhận phần quà lớn, đó là một thỏi son tin. À, một thỏi son tự nhiên của cốt su như trên môi Hím đang đánh. Chúc mừng bạn nào nào, bạn nào nhanh nào. Bạn nào là người may mắn ngày hôm nay. Dòng chữ này rất dài. Dòng chữ này rất dài, hãy viết, hãy căng mắt ra để nhìn. Hãy căng mắt ra để nhìn. Nào. Chúc mừng bạn Thiên Trang Bùi với dòng chữ là hãy dưỡng da thường xuyên để luôn xinh đẹp. Số điện thoại của bạn Thiên Trang Bùi là 0984 746 298. Và bây giờ sẽ là phần quà ngẫu nhiên dành cho các bạn khác nào. Chia sẻ, bạn nào chia sẻ được nhiều hội nhóm hãy nói với Hím rằng là các bạn chia được, sẻ được vào bao nhiêu hội nhóm rồi để Hím tặng quà luôn nào. Quà của chúng ta là một, tiếp tục là một lọ dưỡng da, dưỡng ẩm nữa. Các bạn có thể dùng để pha với nền nhá. Các bạn có thể dùng lọ dầu này để pha với nền. Bây giờ Hím test lên tay cho các bạn xem nhá. Lọ dầu này Hím không bán và Hím để dành để tặng cho các bạn luôn. Đây, chất của nó đây. Khi mà các bạn pha với nền thì nó sẽ khiến cho da, hoặc là các bạn bôi lên da này, nó sẽ khiến cho da của các bạn căng bóng lên và dưỡng da cho các bạn. Dầu argan rất là tốt. Ai biết về argan thì đều biết là dầu argan rất là tốt. Hãy nói rằng là tôi thích dầu argan cộng số điện thoại. Liên Liên 42 nhóm. Em được quà rồi mà Liên Liên. Hãy chia sẻ nhiều nhất đi. Không chơi nữa vì Hím chả nhìn thấy mình bao giờ. Huyền Trần, ok, cảm ơn bạn vì đã tham gia chơi các lần trước nhá. Cảm ơn. Em chia sẻ cho Hím nhiều lắm ạ, không đếm được ý. Không đếm được cũng phải đếm, bởi vì là phải đếm được thì mới được nhá. Hãy comment rằng chia sẻ được bao nhiêu nhóm và cộng thêm số điện thoại. Nào, hãy comment rằng chia sẻ được bao nhiêu nhóm cộng số điện thoại. Chúc mừng bạn Kim Cúc nhá, với 21 nhóm. Mong chị hữu duyên thì chị sẽ có hữu duyên với em luôn. Số điện thoại là 0968 098 548. Chúc mừng bạn đã được một lọ dầu dưỡng da này trị giá 250.000 nhá. Lọ dầu dưỡng da là trị giá 250.000, tặng luôn. Các bạn thấy không nào, Hím đang rất là vui, đang rất là đông. Thế nên là Hím đang sẽ chơi thật là lớn. Các bạn kia hãy chia sẻ livestream cho Hím để Hím có thể là có động lực để tặng quà cho các bạn nhá. Bây giờ là một hộp bột tán lông mày. Hãy nói với Hím rằng các bạn thích bột tán lông mày đi ạ. Sẽ tặng ngẫu nhiên cho bạn nào chia sẻ được nhiều hội nhóm. Hãy nói rằng chia sẻ được bao nhiêu hội nhóm.
Thím thấy em không, Nguyễn Thị Hà? Chị thấy nhá em nhá. Chị thấy, bây giờ Thím sẽ tìm một bạn nào mà chia sẻ được khoảng 40 nhóm để tặng cái này. Aha, chúc mừng bạn Bi với số điện thoại là 01644996935935. Chia sẻ 42 phát rồi. Ok, được quà vui lắm chị ạ. Được, chúc mừng bạn đã được một hộp bột sắn lông mày trị giá 250.000 nhá. Tiếp theo là Hím sẽ tặng cho bạn nào có lượt chia sẻ nhiều nhất một phần quà, đó là một lọ kem tay và một hộp son. Bạn nào chia sẻ hội nhóm nhiều nhất, hãy chia sẻ hội nhóm nhiều nhất. Chúc mừng bạn Hòa nhá, với số điện thoại là 0976 này, 451 này, 516 này, đã chia sẻ được 65 nhóm. Tặng luôn bạn một thỏi son và một kem tay. Đấy, chơi vui không? Nhanh không mọi người? Mọi người hãy nói là mọi người vui đi ạ. Hãy comment thật nhiều. 40 nhóm, em chia sẻ nhiều không đếm hết, em gửi ảnh inbox ạ. Ok, bây giờ là tiếp theo là một hộp mi dành cho bạn nào bất kỳ, comment bất kỳ. Chị Dung Nguyễn đi, số điện thoại là 0979 đi, 318194 này. Chúc mừng chị một hộp mi nhá, tặng chị một hộp mi trị giá 100.000 nhá. Mọi người thấy mình nhiều quà không ạ? Mọi người có thấy Hím có nhiều quà không ạ? Bây giờ Hím sẽ tìm thêm một cái. Ở đây có một thỏi son 16 ben rất là xinh. Xinh ơi là xinh, dành cho bạn nào bây giờ nhở? Lượng tương tác kém quá, có 496 người thôi. Hím đang cần lượng tương tác mình tăng lên. Hím cần lượng tương tác tăng lên để tặng. Mọi người hãy chia sẻ và tag bạn bè vào đi ạ. Để hoặc là chia sẻ vào các nhóm đi ạ. Để Hím có lượng tương tác tốt. Khi Hím có lượng tương tác tốt, Hím sẽ tặng cho mọi người càng nhiều. Hãy tag bạn bè và chia sẻ. Được rồi, trên 500 người rồi. Tiếp tục tặng thỏi son này cho ai. Chơi vui quá Hím ơi. Tặng bất chấp luôn, tặng bất chấp luôn. Tặng mê mải luôn, tặng mải miết luôn. Các bạn được quà là đều là các bạn may mắn đấy ạ. Thỏi son này nhá, Hím sẽ bỏ ra Hím test cho mọi người xem. Màu hồng tím. Son này là son mới nhá. Đây, Hím sẽ test cho mọi người xem và Hím sẽ tặng thỏi son này cho ai là người may mắn. Đây, màu son đây ạ. Son là màu hồng tím cánh sen, rất là xinh, căng mọng môi. Đây, tặng cho ai? Bạn nào chia sẻ comment nhiều nhất nào, hãy comment số điện thoại đi. Em bị chặn không chia sẻ được chị ạ. Chơi vui quá quên ngủ luôn. Em nhé chị, hãy comment số điện thoại và hãy nói rằng là thích son 16. Hãy nói với Hím rằng thích son 16 để Hím tặng quà nào. Mặc dù mua hàng nhà Hím rất nhiều nhưng lần đầu tiên được nhận quà của Hím, vui quá Hím ơi. Cảm ơn bạn nhá. Em thích son, em 91 nhóm. Không được, Liên tặng rồi. Bây giờ phải dành cho bạn nào được nhiều nhóm hơn. Bạn nào chia sẻ được nhiều nhóm hơn nào. Vui thế, được quà nhỏ cũng vui. Chúc mừng chị. Hãy comment nào. Đây, để Hím xem ở đây. Nhà cho chị thỏi son. Hím sẽ xem ở đây xem nào. Tôi thích son 16. Hãy comment tôi thích son 16 đi nào. Hím sẽ tặng ngay cho bạn nào mà thích son 16 này. Bạn Lê Thị Linh Giang này, số điện thoại 0981 913 233, được thỏi son 16 này nhá. Bởi vì là bạn vừa tát bạn bè lại còn vừa chia sẻ. Em xe quá trời rồi Hím ơi, chị Hím xinh xung như Việt Nam chúng đá bóng. Chúng bây giờ là món quà tiếp theo. Hím tặng quà rất là nhanh và đây cũng là một phần quà rất là ý nghĩa, đó là body lotion của Cosu trị giá là 390.000.
Đây Hiệp bôi cho mọi người xem nhá. Khi mà các mọi người bôi lên thì body sẽ làm trắng da cho mọi người và dưỡng ẩm rất là tốt. Đấy, đây bây giờ là mùa này ai cũng cần phải dưỡng body. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy da đẹp không ạ? Da đẹp là vì dưỡng body lotion nhá. Lọ này sẽ dành cho bạn nào đoán đúng được câu chữ ở trên tay của Hím. Nào hãy tập trung vào đây. Câu chữ ở đây là gì? Chữ ở đây là gì? Body lotion sẽ thuộc về ai? Chữ ở đây là gì ạ? Được tặng quà cho mọi người là Hím thích lắm. Hím thích tặng quà cho mọi người lắm. Thế nên là mọi người chơi vui nhá. Tag cả bạn bè tặng. Bạn nào chia sẻ tag bạn bè vào là sẽ được tặng. Yên tâm. Bao giờ số người chơi trên 5 người chơi, 500 người thì mới tặng ngẫu nhiên. Còn dưới là không tặng ngẫu nhiên nữa. Mà sẽ chơi game. Nào, hãy chơi game. Chúc mừng bạn Hoa Thỏ nhá. Với câu chữ là chúc các bạn may mắn. Số điện thoại của bạn Hoa Thỏ là gì? 01644 396 404. Chúc mừng bạn Hoa Thỏ. Chúc mừng em đã được một lọ lotion body trị giá 390.000. Nào bây giờ các bạn hãy làm thế nào? Các bạn hãy làm thế nào cho số người chơi lên trên 500 người chơi đi ạ? Hãy để cho số người chơi lên trên 500 người chơi để Hím chơi nào. Chơi ngẫu nhiên nào, tặng quà ngẫu nhiên nào. Hãy chia sẻ vào các hội nhóm. Xin chào tất cả mọi người lạ, xin chào tất cả các bạn lạ. Bởi vì là có thể ở đây có rất là nhiều bạn lần đầu tiên đến với Hím. Lần sau các bạn hãy đến với Hím được thật là nhiều để Hím có động lực Hím tặng quà cho các bạn nhá. Nào làm thế nào bây giờ mới có 455 người, thêm 50 người nữa. Hãy chia sẻ livestream cho Hím để Hím tặng quà ngẫu nhiên. Quà phần quà ngẫu nhiên là hai hộp mi giả trị giá 200.000 dành cho bạn nào. Mình chia sẻ 130 hội nhóm mà không được tặng quà. Thôi được rồi, tặng luôn đi. Tặng luôn cho bạn Vũ Sầu. Ơ nhưng mà bạn không comment số điện thoại. Đấy là tại bạn nhá. Phải comment thêm số điện thoại. Em mời các bạn, mời người vào xem đi ạ. Mời người vào xem livestream đi ạ để Hím tặng quà. Hãy mời các bạn vào xem livestream để Hím tặng quà ngẫu nhiên. Giang yêu chị Hím nào. Giang yêu chị Hím thì chị Hím tặng cho Giang luôn nhá. 01656 này. 09016560962. Giang yêu chị Hím thì chị Hím cũng yêu Giang nhá. Chị Hím tặng luôn cho Giang hai hộp mi trị giá 200.000 nhá. Chúc mừng Giang. Xem nào, ở đây bây giờ chúng ta sẽ có một thỏi che khuyết điểm. Bạn nào thích che khuyết điểm? Ai thích che khuyết điểm hãy nói rằng tôi thích che khuyết điểm đi ạ. Hãy nói rằng tôi thích che khuyết điểm. Chia sẻ với mọi người một chút rằng là Hím chơi game như thế này là Hím cần tương tác. Tương tác càng tốt thì Hím có càng nhiều quà. Người là ơi hãy cho tôi mở mi. Em mời 50 người luôn rồi chị. Cho bạn Nguyễn Mỹ Linh. Chị tặng cho Nguyễn Mỹ Linh che khuyết điểm nhá. Vì mời 50 người nhá. 01698717647. Tặng luôn cho em che khuyết điểm trị giá 280.000. Sướng không? Ai bạn nào được quà sướng không? Em là khách chia sẻ cho chị nhiều rồi nè. Thích che khuyết điểm. Mình tặng luôn cho bạn Giang kia rồi. Bởi vì là bạn đã mời 50 người vào đây. Mời bạn bè vào rồi đây xem vì bị chặn xe rồi. Tôi thích che khuyết điểm. Các bạn hãy tiếp tục. Bởi vì là Hím sẽ tiếp tục tặng. Hím sẽ tiếp tục tặng 5 gói xem bồ này dành cho 5 bạn ngẫu nhiên. Hãy comment số điện thoại ngẫu nhiên tặng cho 5 bạn. Và các bạn không cần phải làm gì cả, chỉ cần comment số điện thoại mà thôi. Nào, hãy comment số điện thoại. Ở đây Hím đang cầm máy đây. Để có làn da đẹp như Hím, hãy comment số điện thoại tặng cho bạn Linh Đoàn. Số điện thoại là 01673 409 201.
tặng cho bạn Quý Tâm Trần 0965551043. 5 gói sample. Tặng cho bạn nào nhỉ? Mình sẽ tặng cho bạn nào nhỉ? Chờ Hím một chút nhá. Để Hím xem là các bạn comment sau thì bạn nào sẽ được nhá. Ghim lên đầu. Nào, Hím sẽ xem bạn nào được 5 gói sample tiếp nhá. Ngẫu nhiên, bạn Kim Anh này, số điện thoại 0968 này, 308 này. À đâu, 380 này, 986 này. Tặng bạn 5 gói dùng thử nhá. Dùng được khoảng 8 lần nhá. Dùng được 1 tuần đấy ạ. Ôi cảm ơn Tăng Thanh Thu, mình chia sẻ 69 nhóm. Tăng Thanh Thu luôn này. 01683 này, 601 này, 622 này. 5 gói sample nhá. Bên em Hím sẽ tiếp tục trò chơi của mình, đó là trò chơi đoán chữ. Trò chơi đoán chữ, ở đây Hím có một dòng chữ, đó là gì? Nào, comment nhanh tay nào. Hãy comment nhanh tay. Dòng chữ là gì? Phần quà của chúng ta là một lọ dầu argan dưỡng da. Làm sao để lọt vào danh sách trúng quà của Hím đây? Chơi với Hím nhiều thì khác có thôi. Câu của chúng ta là gì ạ? Lần nào cũng chơi mà không có duyên được gọi. Em mời được hơn 30 người rồi, comment của em mãi không được. Nào. Nào. Câu của chúng ta là gì ạ? Bạn nào sẽ là được là người... Chúc mừng bạn Hồng Loan với số điện thoại là 0983 350024 với câu chữ là cung chúc tân xuân. Chúc các bạn một năm mới được nhiều mạnh khỏe, nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc. Chúc các bạn đây ạ. Hím đang chúc các bạn đây ạ, chứ không phải là đang chơi đâu ạ, đang nói chúc các bạn đấy. Chúc các bạn nhá, năm mới nhiều sức khỏe nhá, nhiều niềm vui nhá, gặp nhiều may mắn nhá, và hạnh phúc nữa đấy. Bây giờ sẽ là gì nhờ? Hím sẽ tặng gì nhờ? Mở quá. Hím sẽ tặng thêm một thỏi son 16 ben nữa, màu như trên tay. Hãy nói với Hím rằng là mọi người thích son 16 ben đi ạ. Hãy nói rằng thích son 16 để tặng ngẫu nhiên nào. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nào, vô duyên đối diện đá túc mồm. Chả biết có nhìn comment mình không nữa, mình có mà. Hãy nói rằng bạn chia sẻ được bao nhiêu nhóm và Hím sẽ tặng luôn thỏi son này. Hãy nói đi nào. Chúc chị năm mới sức khỏe dồi dào nha. Cảm ơn em. Chúc Hím năm mới an khang thịnh vượng nè. Cảm ơn ạ. À. Cảm ơn mọi người ạ. À. Rất là chúc chị Hím luôn xinh đẹp và thành công nữa, mong được một lần chị tặng quà. Tại em không viết tên đấy chứ. Tại em không viết số điện thoại đấy chứ. Mình cứ phải thoát ra vào lại để cho nó không bị một bề. Để cho các bạn kia cũng được hiện lên. Page đâu rồi? Em vào page bằng cái này đi. Hím sẽ tặng son cho bạn nào. Bạn nào hãy nói rằng thích son đi, Hím sẽ tặng son luôn. Chắc chị chẳng thấy gì em. Hím ơi, comment quá trời mà chưa được tặng nữa. Hím sẽ tặng cho bạn nào chia sẻ được nhiều lần live stream vào nhiều hội nhóm nhất. Nào bây giờ, bây giờ là bạn nào? Bạn bạn nào comment số điện thoại đi, phải có số điện thoại chứ. Bạn Seo Hana Bống Trang Mon
01689 101183 được thỏi so này nhá. 280.000 em ơi, tặng em nhá. Hãy chia sẻ livestream vào các nhóm. Em đã chia sẻ 30 nhóm và mời 30 người thì chị sẽ tặng cho em là 5 gói sample nhá. Tặng bạn Trang này. 0968 147525 là 5 gói sample vì bà đã mời 30 người và chia sẻ vào 30 nhóm. Chị chia sẻ son, chị thích son chia sẻ nhiều mà không chọn. Các bạn phải viết số điện thoại chứ. Nào bây giờ là một thỏi son có su nữa. Hiệp đánh cho mọi người xem. Hiệp đánh lên tay nhá. Màu rất là tự nhiên và không có chì. Đây, màu hồng cam. Tặng một thỏi son cốt su dành cho bạn nào đoán được trúng chữ này. Bắt đầu chữ ạ. Thỏi son cốt su sẽ được tặng cho bạn nào đoán đúng chữ. Bởi vì chữ nó bị ngược, thế nên là mọi người phải dịch ra và mọi người phải viết cho nó đúng nhá. Em đã mời 50 người. Các bạn hãy mời và chia sẻ đi. Hiếm sẽ tặng lần lượt. Chúc chị sang năm mới cả vùng miền Bắc biết đến chị. Cảm ơn em. Em đã chia sẻ 50 nhóm, mời 110 bạn. Thế từ tặng cho bạn link luôn này. Mời 110 bạn cơ à? 01698 717647 cho bạn Nguyễn Mỹ Linh là một lọ kem tay. Chúc mừng bạn. Câu tiếp theo là gì nào? Câu tiếp theo của chúng ta là gì? Dung Nguyễn được rồi. Chúc mừng bạn Thương Mến Vũ với số điện thoại là 0962 632 914. Bạn Thương Mến Vũ với dòng chữ cốt su là số 1. Cốt su là số 1. Dòng chữ của chúng ta là cốt su là số 1. Ok la. Các bạn có muốn chơi tiếp không ạ? Ở đây có ai muốn chơi tiếp không ạ? Bởi vì là hiếm mỏi rồi nên là mình muốn hỏi xem các bạn có ai muốn chơi tiếp không ạ? Hay là để hiếm dừng livestream ạ? Bây giờ các bạn tranh thủ đi chia sẻ livestream cho các nhóm đi. Thì hiếm sẽ bắt đầu tặng cho hai bạn có lượt chia sẻ nhiều nhất. Mọi người cứ xác định là phải tầm mấy trăm lượt chia sẻ vào các nhóm thì mới được đấy. Bởi vì là khách của hím toàn những khách bro thôi. Tớ được hộp mi mà không dùng, giờ tặng son tớ đi. Không đâu bạn ơi, tặng cái gì thì mình nhận cái đấy, bởi vì nó là tấm lòng của tớ. Chia sẻ và comment bao nhiêu rồi chị hím mà không được, chị không thấy em rồi. Thấy chứ? Thấy rất là nhiều người. Phần quà lớn nhất là hai bộ chỉ mụn cốt su thần thánh dành cho bạn, hai bạn nào may mắn chia sẻ vào nhiều nhóm nhất. Em yêu bà nhất. Yêu em. Comment mãi chả được chị ơi. Yêu chị hím nhất ạ. Ok, yêu em. Em chia sẻ lên N nhóm rồi, em thích dưỡng da. Em thích dưỡng da thì tặng em 5 gói nhá. 5 gói dưỡng da nhá. 01634 này, 014 này, 961 này. Hím bán tất cả các sản phẩm của cốt su nhá. Bây giờ hím sẽ xịt khoáng cốt su để cho mặt nó tươi tỉnh, cung cấp vitamin cho da. Ai thích xịt khoáng cốt su nào, hãy nói với hím rằng thích xịt khoáng cốt su đi. Hím sẽ tặng cho mọi người luôn. Hím sẽ tặng luôn cho mọi người với dòng chữ ở đây là gì? Dòng chữ ở đây là gì? Tặng một lọ xịt khoáng cốt su. Hãy chia sẻ lên thật nhiều nhóm. Nhìn chị Hím nói mà còn thấy ham ý. Dạ em cảm ơn chị ạ. Xài hết sản phẩm nhà em không thiếu một cái gì.
Em cảm ơn chị Mimi Trà, em yêu chị Mimi Trà. Chào Hím, chị vẫn chưa lấy quà được. Hôm qua định qua thì em đi ăn cơm. Sorry chị, tại vì là em bay như chim ấy mà. Em mời 304 người, xe đến 38 nhóm. Tác bạn rất nhiều, ok tặng em 5 gói nhá. Mời 304 người cơ à, 0944 này, 0208 này, 389 là em Mai Hương nhá. Chúc mừng em vì em được 5 gói dưỡng da của Cosu nhá. Nào, câu này là gì nào? Câu này là gì? Câu này là gì? Nhanh lên, nhanh tay nào. Để được tặng một lò xịt khóa Cosu trị giá 480.000. Bạn Thúy Cun nhá. Bạn Thúy Cun với dòng chữ hãy trở thành đại lý của Cosu. Số điện thoại là 0976699402. Các bạn hãy trở thành đại lý của Cosu, bán sản phẩm của Cosu để kiếm tiền, để làm giàu cho chính mình. Cosu welcome bạn. Cosu chào đón bạn. Hãy trở thành đại lý của Cosu. Hãy bước những bước đi cùng Hím và Hím sẽ giúp mọi người kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Ok. Hãy trở thành đại lý của Cosu. À mỏi quá. Hôm nay chơi vui nhờ các bạn nhờ. Các bạn có thấy hôm nay chơi vui không ạ? Chị mơ em thích xịt khoáng của Cosu. Em yêu chị, yêu Cosu. Hãy trở thành đại lý của Cosu. Ở trong này có rất là nhiều bạn có khả năng, có năng lực, có đam mê. Thì hãy đi theo mình, hãy đi cùng mình. Mình sẽ là người giúp các bạn vươn tới những vì sao, sẽ giúp các bạn đủ trang trải cuộc sống và có đồng ra đồng vào và có tiền tiết kiệm nữa luôn. Hãy tin ở mình, hãy tin ở Hím. Chia sẻ sung quá nên quên không đếm rồi, mong nhận quà được của chế. Thôi nhá, bây giờ Hím sẽ dừng cuộc chơi ở đây và Hím sẽ nhận inbox của các bạn, xem là bạn nào chia sẻ được vào nhiều hội nhóm nhất nhá. Thì Hím, mà mọi người phải like page cho Hím đi, like page đi để còn chơi nhiều. Đau cổ quá. Thế nên là ngày mấy hôm nữa Hím lại chơi tiếp với các bạn nhá. Hôm nay tặng ngần đấy quà. Hím hôm nay là tặng được Hím tặng được 28 người. Ở đây Hím đã tặng được 28 người rồi. Thế nên là bạn nào còn cái phần quà lớn nhất là một bộ trị mụn. Một bộ trị mụn Cosu gồm sữa rửa mặt này, serum trị mụn ẩn này và kem mụn này sẽ dành cho bạn nào mà chụp ảnh lại được nhiều hội nhóm nhất. Luôn luôn ủng hộ Cosu nhá. Cosu yêu các bạn. Cosu là số 1, hãy là đại lý của Cosu. I love you chiu chiu. Mua